quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ủng hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Bây giờ ông bà ốm yếu rồi phải đến lượt em nuôi ông bà. Còn lúc em nhỏ thì ông bà nuôi em, còn bây giờ ông bà già rồi, em cũng lớn rồi em phải nuôi ông bà. Em bây giờ em chỉ sợ ông bà đói thôi. Bây giờ nếu mà chú không ra giúp em thì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Thì em cũng rất cảm ơn anh và cảm ơn các cô, chú, anh chị và các bác luôn giúp đỡ em. Nếu mà không có các cô, không có cô chú anh chị ra giúp đỡ em và anh thì em chẳng biết đi đâu đấy. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của cô bác là muốn nhờ cháu Lực là gửi tới cho em Quân luôn. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ lên và trao cái phần đó cho em Quân luôn cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Theo dõi cháu Lực đi vào thăm em Quân một chút cô bác. Như ở trước mặt cô bác thì cái ngôi mộ của người bố em Quân cô bác. Do không may là bị một căn bệnh rất là hiểm nghèo cho nên là người bố đã ra đi mãi mãi. Và bây giờ thì bỏ lại em Quân với lại em, với lại ông bà ở một mình cô bác. Hôm nay thì chắc cũng được các bác hàng xóm ra là hộ em Quân đó cô bác. Ở đây thì có một số cô bác vẫn còn chưa hiểu về cái hoàn cảnh của em Quân cho lắm. Cho nên là bây giờ cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa cô bác nhé. Nhà em Quân thì ở phía bên kia cô bác. Ở đây thì nhà chú là được em Quân là mượn của nhà chú để làm cái phần ma chay cho người bố cô bác. Quân thì có kể cho cháu Lực là cái phía nhà bên kia cô bác, nhà rất là nhỏ rồi, rất là xuống cấp rồi, cho nên là sợ là đông người quá sẽ bị sập, và có mượn cái ngôi nhà chú. Còn như cái hoàn cảnh của em Quân thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một lần nữa cô bác. Em Quân thì năm nay là được 14 tuổi. Và mẹ của em Quân thì bỏ đi từ lúc mà em Quân được có 40 ngày tuổi thôi. Và trong đó thì đến năm em 12 tuổi thì bố của em có đi thêm một bước nữa và lấy thêm một người vợ nữa. Về thì cũng có thêm một đứa em nữa. Và cũng không may thì người mẹ kế của em Quân thì cũng đã bỏ đi. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì người bố của em Quân đã bị một căn bệnh mà rất là nặng và không thể lo cho được cho gia đình nữa. Và đã ra đi mãi mãi rồi cô bác ạ. Bây giờ thì để lại trên đôi vai của em Quân khá là nặng nhọc luôn cô bác. Bây giờ thì một mình em Quân là phải lo tới bốn miệng ăn lận cô bác. Ở đây thì được em Quân là mượn nhà chú để làm những cái phong tục mà theo người Nùng đấy cô bác. Trước thì cháu cũng có chia sẻ rồi và bây giờ thì cháu Lực sẽ không có chia sẻ thêm nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào ngôi nhà của em Quân đi. Hai lúc đi. Như vừa mới bước vào cô bác thì cô bác có thể cảm nhận thấy một cái ngôi nhà rất là nhỏ nhỏ thôi. Những cái hành lang thì không có một cái lan can nào để mà che đâu. Những cái thanh gỗ thì dường như đã bị phai mòn theo năm tháng rất là nhiều rồi. Có những chỗ thì hình như là nó đã bị mục rồi. Không biết thì hôm nay em Quân có ở nhà không ơi cô bác ạ. Cửa thì mở toang thôi. Và vừa rồi thì cháu Lực ra bên kia. Ôi Quân. Vâng. Anh chào Quân nhé. Vâng, em chào anh ạ. Rồi. Hôm nay thì anh thấy thì cũng được rất là nhiều các chú ra hộ đấy nhỉ. Vâng ạ. Ông với bà thì đi đâu hết rồi? Ông ra bên kia đun chè cho tí cho mấy bác uống ạ. À, là cho hàng xóm uống đúng không? Vâng ạ. Rồi. Bà thì đi sang đi chơi một tí rồi về. Bà đưa em đi. Bà đưa em đi à? Vâng ạ. Em ở nhà thì khóc hay là như nào? Em ở nhà khóc ạ. Khóc à? Vâng. Em thì ở nhà khóc thì cứ đòi theo em, thành ra là em không có đi làm được đúng không? Vâng ạ. Thế là bà đưa em đi à? Vâng ạ. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.
Hay rồi, nhưng anh Liên chia sẻ cái hoàn cảnh của em đấy thì cũng được rất là nhiều quý cô bác ông bà là quan tâm tới em. Em có một cái số phận mà phải nói là cực kỳ mà bi đát, hiểu không? Vâng ạ. Nhà chú này thì hôm nay chú thì vẫn ở nhà đúng không? Nãy anh có gặp ở ngoài. Vâng. Đấy. Chú bây giờ chú phải ở hết đám cho bố xong bố, chú mới đi làm được. Chú mới làm được à? Vâng. Như này thì chú là hàng xóm của em hay là có phải chú ruột thì không? Không ạ, chú hàng xóm rồi. Chú hàng xóm rồi à? Vâng ạ. Ồ. Chú thấy thương thì chú mới cho đi nhờ, xong là chú bảo là làm hết đám ma bố xong chú mới đi làm. Làm hết đám ma bố xong đi làm à? Vâng. Như bây giờ em được các bác hỗ trợ nữa, với lại bên thôn hỗ trợ nữa thì lúc mà làm đám ma bố xong thì em có phải nợ nần thêm cái khoản nào không? Dạ em không ạ, chỉ sợ là nợ mới ngân hàng hôm trước lúc em còn nhỏ thì bố đi nợ, chả biết có bây giờ, chả biết em có được đi giả hộ bố không, nếu mà đi nợ thì chắc em cũng phải nợ nhiều. Nếu mà em không giả thì sợ mai sau họ về đòi lấy ruộng, thì nếu mà họ lấy ruộng thì bây giờ em không có để không có ruộng để nuôi ông bà nữa, thì sợ mai sau ông bà ốm, bây giờ thì ông bà cũng yếu rồi, già hết rồi, thì nếu mà ông bà còn khỏe thì ông bà còn hộ được em một tí, nếu mà ông bà không hộ được thì chắc là mai sau nếu họ về đòi thì nhà em không có tiền, thì em chỉ sợ họ về đòi thôi. Nhưng mà nếu mà họ không đòi thì em tốt, nếu mà họ đòi thì sợ mai sau em không có tiền để giả nợ cho ngân hàng. Lúc em còn nhỏ thì bố em nợ, bây giờ nếu mà em không giả thì sợ không có gì để nuôi cho ông bà. Bây giờ ông bà cũng đã già rồi, lúc em còn nhỏ thì ông bà nuôi em lớn, bây giờ ông bà già thì đến lượt em phải nuôi ông bà. À đúng rồi, như trước theo anh được hàng xóm với lại ông bà em kể với anh đấy, thì là em thì không có sứa nhỏ, sứa mẹ thì uống từ nhỏ lên rồi, và bố em thì cũng hay đi ra ngoài làm để lấy tiền mua sứa cho em, và bà với ông thì cũng đi làm thuê xong là lấy tiền để mua sứa cho em. Em Quân thì có bác vừa rồi có kể với cháu Lực đó, và bây giờ ông ấy bà già rồi, sợ là không lo được cho ông bà. Bây giờ ông bà ốm yếu rồi, phải đến lượt em nuôi ông bà. Còn lúc em nhỏ thì ông bà phải em, còn bây giờ ông bà già rồi, em cũng lớn rồi, em phải nuôi ông bà. Em bây giờ em chỉ sợ ông bà đói thôi. Bây giờ nếu mà chú không ra giúp em thì em cũng chả biết làm thế nào nữa. Tiền má bạc em cũng không có. May mà có anh và có các cô bác ra giúp nhà em để có tiền ra mua má vàng cho bố em để... Cái này là các bác Mạnh Thường Quân hay là các bác ở hàng xóm em? Các bác Mạnh Thường Quân em ạ. Em cảm ơn các bác đã luôn đồng hành cùng anh Lực. Em cũng rất cảm ơn anh và cảm ơn các cô, chú, anh chị và các bác luôn giúp đỡ em. Nếu mà không có các cô, không có cô chú anh chị ra giúp đỡ em và anh thì em chả biết đi đâu lấy tiền ra mua má vàng cho bố nữa. Bây giờ em rất cảm ơn. Em cũng nếu mà không có cô chú anh chị thì chắc em phải nợ nần rất nhiều. Em biết ơn cô bác, biết ơn ông cô chú anh chị ông bà luôn giúp đỡ nhà cháu, và nếu các cô các chú không ra giúp đỡ thì chắc bây giờ cháu phải nợ nần rất nhiều. Con luôn cảm ơn cô chú anh chị cô bác đã luôn giúp em rất cảm ơn nhiều ạ. Rồi bây giờ có thể nói là em Quân với cô bác chỉ biết là gửi những cái lời cảm ơn tới qua những cái hình ảnh nhỏ của cháu Lực chia sẻ lên. Không biết là bao giờ em Quân mới có cơ hội gặp tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ tới em Quân, để cho em Quân được gửi một lời cảm ơn trước mặt quý ông bà cô chú anh chị
thật sự ra để mà nói, cháu Lực lên chia sẻ mà nghe em Quân kể lại như vậy, mà được nghe hàng xóm các bác kể lại về cái hoàn cảnh của em Quân, thì có thể cảm thấy là đôi lúc cháu Lực không thể cầm nổi được nước mắt cô bác ạ. Một tí nữa thì em có đi đâu làm gì không? Tí em phải đi chặt cây, đi ông bên kia bảo là thương cháu thì bây giờ ông cho 2-3 cây vầu về để làm nhà bé cho bố, làm lán cho bố, làm lán để mai sau họ về nhà em thì mới có chỗ ở, nếu mà trời mưa vẫn ở được. Và bây giờ thì hôm nay anh lên với em ấy, anh cũng có nhận được thêm một cái phần quà của một bác gửi cho em. Đấy là bác có cái nick, bác là Khánh Hoàng Nghiêm. Đấy, và bác có gửi cho anh là 2.380.000. Đấy, và cho em là 2.000.000. Đấy, và cho anh để đổ xăng đi lại là 380.000. Đấy, trong đó 2 triệu thì bác bảo là đưa em là 1 triệu này để em mua thức ăn này và mua những cái đồ gì cần thiết nhất là cho em với lại cho ông với bà nhá. Với cho em nhá. Vâng. Như hôm nọ sứa thì anh mua về thì đã hết chưa? Còn một ít để cho em ạ. À. Còn một ít để cho em à? Vâng. Hôm trước nhà bác cũng có cháu lên, có bác vừa để xong là em cũng cho bác một ít để đi cho em ạ. À. Cho bác một giây à? Vâng ạ. Là cho bác một giây để đi cho đúng không? Vâng ạ. Đấy, em Quân thì cũng có một cái... Hồi nhỏ thì bác cũng nuôi em lớn, xong là bác cũng lấy tiền cho ông đi mua. Bây giờ anh đi giúp đỡ với các cô chú anh chị ra giúp đỡ em thì em lấy cho bác một lót, một giây ạ. Cái bác này là bác ấy trước em Quân còn nhỏ ấy, thành ra là có đưa em Quân sứa này, gạo này để uống cho tiền này, và bây giờ em ấy được các cô các bác mạnh thường quân giúp thì em cũng có muốn là chia cho bác một chút, tại vì bác là có cháu đúng không? Đấy, và bây giờ thì anh sẽ gửi cho em là 1.000.000 đồng nhá, 1.000.000 này tiền mặt nhá. Đấy, mặc dù em là còn là tuổi là 14 tuổi thôi, nhưng mà em là cả em là gọi là cái lao động chính trong gia đình, hiểu không? Để mà bây giờ mà ông với lại bà với lại em với lại cả em Quân nữa không gọi là cái sức lao động thì đều hầu như là gọi là không có còn khả năng để lao động nữa. Đấy, nhưng mà em thì gọi là người mà còn trẻ với lại còn có sức khỏe một tí đấy, thì là bây giờ mọi trách nhiệm là đều đặt lên trên đôi vai của em. Đấy, bây giờ thì anh sẽ gửi cho em là 1.000.000 đồng nhé. Một tí nữa thì bà với ông về thì bảo với bà nữa nhé. Có cái gì ai đưa thì cũng đều phải bảo với ông bà nhé. Ở đây anh tin em là bây giờ tiền anh gửi cho em cũng không dám tiêu đấy, để đưa cho bác xong cho bác đi mua bạt vì em để làm lán cho, nếu mà có cô bác nào về thì trời mưa mới có chỗ ăn ở. Nhà em thì nhỏ, sợ về nhiều người thì sập sàn, em cũng không dám cho nhiều người vào, chỉ cho là hai mâm thế thôi, em cho hai mâm. Nhưng mà ở đây anh bảo nhá, vâng. Cho bác thì nhờ bác mua thì mua vừa vừa thôi nhá, vâng. Và còn phần còn lại thì em sẽ để mua thức ăn nhá, vâng. Đấy, còn đây là 1 triệu anh gửi cho em này, vâng. Đấy, em đếm xem đủ chưa. Đủ rồi ạ. Được 1 triệu đúng không, vâng. Đây, bây giờ thì cảm ơn tới là bà Khánh Hòa Nghiêm, vâng. Cảm ơn bà Khánh Hòa Nghiêm ạ. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Vừa rồi thì một lời cảm ơn của em Quân gửi tới cho bác, và con cũng thay mặt em Quân, thay mặt ông bà, thay mặt bé Hiếu cảm ơn tới bác rất là nhiều. Bác có một cái tấm lòng rất là cao cả, giúp cho em Quân, gia đình em Quân có thêm những cái khoản tiền để mà em ấy mua những cái thực phẩm
để em ấy mua những cái thực phẩm, đồ ăn cho gia đình em. Bây giờ thì thời gian này thì em có thể là ở nhà suốt đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà qua thời gian tới thì em có đi đâu không? Hiện mấy ngày nữa em đi vun ngô xong mới làm nắm ma cho bố. Đi vun ngô à? Vun ngô nhà em à? Vâng. Nhà em thì có ngô nhiều không? Có một ít thôi ạ. Có một ít thôi à? Vâng. Đấy, nhưng mà sau cái đám ma của bố thì em có đi làm xa hay là chỉ làm ở xung quanh này thôi? Em làm ở xung quanh thôi ạ. Làm ở bây xung quanh này thôi à? Bà cũng, ông với bà cũng già rồi, em không dám đi xa. Làm ở xung quanh này thì trước em đã đi làm thì một ngày người ta giả em bao tiền? 50.000 là một buổi à? Vâng. Là một ngày là 100 à? Vâng. Nhưng mà cũng phải tùy theo công việc là nặng nhẹ đúng không? Vâng. Nếu mà làm những công việc nhẹ vun ngô thì người ta là 50.000 một ngày à? Vâng. Thế bây giờ thì em ra hộ các bác xong là đi ra kia chặt cây à? Vâng. Thấy ra kia chặt cây thì anh sẽ hộ ra hộ em một tí nhé. Vâng. Rồi. Như cô bác cho cháu Lực xin được chia sẻ lại cái ngôi nhà của em Quân một chút cô bác. Có những, mặc dù ngôi nhà này thì vừa mới cất lên độ tầm 2 năm thôi cô bác, nhưng mà do cái số tiền mà không có nhiều, cũng chỉ làm sơ sài và làm tạm bợ qua để cho che nắng, che mưa thôi cô bác. Những cái phần hiên này thì được làm hoàn toàn là bằng tre, bằng nứa hết và đan lại với nhau thì nó cũng hở rất là nhiều rồi. Đến cái ngôi nhà này có thể là gọi là nếu mà đến mùa đông thì có những cơn gió lạnh như cô bác thổi vào sẽ gọi là lạnh hết người luôn. Không biết là cả đêm các em với lại ông bà không biết là sẽ ngủ như thế nào để mà qua đêm thôi cô bác. Em Quân thì một cái dáng người năm nay thì được 14 tuổi, chắc độ đâu đó tầm là 20-30 cân thôi. Mà bây giờ trên cái đôi vai bé nhỏ của em Quân thì hầu như là phải là gánh vác cả cái gia đình rồi. Còn bây giờ ông bà còn là khỏe thì cũng có sao. Nếu mà không may mà bị những cái cơn bệnh nào mà cần đến thuốc thang thì không biết em phải đi đâu lấy tiền về để mua thuốc cho ông bà nữa cô bác. Hôm nay thì cũng có các bác hàng xóm, các anh gia hộ rất là nhiều. Còn anh hàng xóm ở bên nhà em Quân thì hầu như là hôm nào cũng ở nhà là hộ em Quân là nốt cái phần thời gian bên này này cô bác. Cái này chỗ này thì mình làm là cái lán hả anh? Làm cái lán. Vâng. Làm cái lán mai thứ sáu thì nó có khách về nhiều thì vâng. Có chỗ ở. Vâng. Như cái ngôi này nó mưa nhiều. Vâng, như cái ngôi nhà ghép của anh này thì cũng được nhà nước là hỗ trợ à? Vâng. Nhà ghép như này toàn sắt thì như kiểu mưa to thì có dám ở trong không anh? Có sét nhiều lắm. Sầm sét hả? Vâng. Sửa lắm. Mùa này thì đang là mùa mưa nữa đúng không anh? Hay Quân thì một tí là đi chặt cây để cho các chú để làm lán này à? Vâng. Chặt tầm bao nhiêu cây nữa? Tầm 3-4 cây nữa à? Vâng. Thế thì một tí nữa anh sẽ đi hộ em một chút nhá. Vâng. Thấy rồi, lên với em Quân thì em Quân có những công việc gì thì cháu Lực sẽ hộ em một chút cô bác. Là cháu Lực còn phải về và làm những công việc của cháu Lực nữa. Nếu mà có kịp thời gian nữa thì cháu Lực lại tiếp tục là di chuyển lên trên nhà của các em những hoàn cảnh khác và chia sẻ lên cho tất cả quý cô bác là cùng biết. Đi lấy thì có xa không? Cũng gần thôi ạ. Cũng gần thôi à? Vâng. Gần máy ở trên đồi các em. Trên đồi à? Thế bây giờ thì đi đường nào? Đi trên đường bên kia đi luôn. Thế bây giờ thì hai anh em mình đi chưa? Đã đi chưa? Đợi bác xong rồi. Mấy người là cả có các bác là hộ thêm rồi đúng không? Vâng, đợi bác nếu mà tí không đủ xong mới đi lấy, nếu bây giờ nếu mà đủ thì không cần đi lấy nữa. Không bắt được. Em thì bây giờ em còn bé thì phải đợi bác làm xong sau bác cùng đi, bác cùng em. Bác cùng đi à? Vâng. Thế chặt cây bé thì không có làm được đúng không? Vâng ạ. Và chặt cây to đúng không? Vâng, đây phải lấy cây to mới làm được ạ. Thế thì bây giờ hộ các bác là buộc một tí đi. Lúc nào thiếu thì anh em mình sẽ cùng các bác để đi lấy luôn. Vâng. Như là bé Hiếu đang về nhà rồi cô bác ạ.
Đấy, hai anh em đi qua trước ngôi mộ của người bố thì đều là ngó qua một lần. Còn bé Hiếu thì năm nay còn rất là nhỏ, chưa có hiểu cái chuyện gì xảy ra với mình. Thấy anh trai đi bế thì khuôn mặt của em trông rất là rạng người và vui vẻ cô bác. Hầu như là em bé Hiếu ở nhà thì chắc là về đến nhà thì thấy có nhiều người ở trong nhà nên là em mới vui. Nhưng mà em mới không có hiểu chuyện gì là người bố của mình đã ra đi mãi mãi rồi. Còn như Quân thì bé Hiếu thì có bao giờ hỏi là bố đi đâu không? Có, bố bé Hiếu luôn hỏi nhưng mà em bảo là bố đi xa em mới không khóc ạ. Bố đi xa à? Vâng ạ, nếu mà nói bố mất thì em khóc, em không ngủ đâu. Thế cứ mỗi lần mà em ấy hỏi thì đều trả lời bảo là bé Hiếu đã bố đã đi làm xa đúng không? Vâng. Ăn kẹo không? Xin thương một chín á. Đâu, này, chưa thử này. Này thì được. Đấy. Bé Hiếu thì hầu như là còn đấy có chuyện không? Ở viên này mà người bắn đâu? Kẹp thi vậy? Em ấy trong tay thì nghịch cái hạt nhãn lúc hạt... đấy chú mua về chú cho cho em ăn là vẫn còn cầm đến đấy đến giờ luôn à. Rồi anh mà đưa tiền cho em ấy thì nếu mà đi mua được thì mua cho em ít hoa quả để em ăn nhá. Đấy bây giờ thì cho em bé Hiếu đi về nhà đi, mình đi mình đi vác cây. Này ở chỗ này lắp cầm thử đây, cầm đây này, cầm đây này thêm, chú này thêm, chú này thêm, đây, vậy đây, vậy đây. Giờ thì đang nhìn để em Quân là đi sang bên kia để chặt một ít cây cô bác ạ. À? Quân nào? Đấy, trước kia thì còn thấy bóng dáng của người bố, còn bây giờ mấy lần đi qua chỉ là một cái đám mộ do người bố để lại thôi cô bác ạ. Đi là đi đường này à? Vâng. Trước hỏi nhà chú, cháu bảo là bây giờ ở nhà cháu không có cây nữa thì chú cho cháu xin 2-3 cây thôi. Chú bảo là lấy thì tự lên trên kia lấy xong. Xong mới gọi bác lên cho bác cùng làm lán thì mới đi lấy cây nhà chú đi làm. Như nhà em thì được ở bên thôn người ta hỗ trợ rất là nhiều đúng không? Vâng ạ. Như theo em Quân kể các bác, bé không có sức vác được những cái cây to thì các bác ở đây thì cũng luôn sẵn lòng là giúp đỡ cho em Quân để cho em Quân lo liệu cái phần ma chay này xong cho người bố. Nhà em thì trồng đậu tương ở đâu? Ở đây ạ. Ở đây à? Vâng ạ. Đây đến cột điện kia. Máy thửa này đúng không? Vâng. Như xung quanh này thì nhà hàng xóm hết hay là? Đây là nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm hết à? Vâng. Ôi trời. Ây, sao bị ngã rồi. Cây to kia à? Vâng ạ. Chứ là đây là cây của nhà chú đây, xong chú bảo là nếu mà không có cây cứ ra nhà chú cho vài cây để đi làm cho bố. Thì nếu mà không làm thì sợ mai sau cháu khổ thì chú lấy cho cháu hoặc lấy cho em ạ. Thế ở trong rừng này thì hay có tổ ong mật không? Có. Em đã bao giờ đi gặp chưa? Rồi à, hôm trước em được vừa đi lấy được một tổ. Lấy được một tổ à? Vâng. Thế thì mật đấy thì em mang đi đâu? Em lấy đi bán ạ. Mang đi bán à? Vâng. Ủa. Lúc nào mà có thêm mật thì có thể nhờ anh là đi bán cho bán hộ nhé. Vâng ạ. Không có nhé. Lấy em còn thầm 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 thầm. Như anh là nhà ở gần đây không anh? Dưới đồi chè. Nhà anh ở dưới đồi chè kia à? Vâng. Ừ.
Anh thì cũng ra hộ em Quân à anh? Vâng. Vừa rồi bé Hiếu về thì bà đã về chưa? Bà còn chưa về đó ạ. Trưởng bản xong là trưởng bản hôm trước trưởng bản bà là xong là cho trưởng bản gọi họ về cho dân làng về giúp. À có nghĩa là bà có con ông chứ? Anh bị phát nào không? Có. Anh bị đốt một phát à? Đây. Ui rồi. anh bị. Mùa này thì hay có những cái tổ ong này, cô bác này, tổ ong bé bé này. À, vừa rồi thì anh chặt cây đã bị đốt thêm một phát. Quân có bị cái nào không? Không ạ. Vừa rồi thì em Quân có chia sẻ cho cháu Lực là bà là đi ra nhà trưởng bản là nhờ trưởng bản bảo với bà con là mấy vài hôm tới thì sẽ ra hộ em Quân là mỗi người mỗi nhà là một người đúng không anh? Một. Ông của anh chắc bị ông đốt tí sưng đấy nhở? Vừa thì có một tổ ong nhỏ đây cô bác, em Quân với lại ông anh kia thì bị mỗi người một cái luôn, mỗi người đốt một cái luôn. Đây. Vừa rồi thì đốt ở đâu Quân? Đốt đây ạ. Đây à? Vâng. Ngồi đây này cô bác, cái tổ ong này thì đốt khá là đau á. Nếu mà để một cái cây to này để em Quân vác thì chắc là em mới vác không có được cô bác ạ. Thành ra là được ông anh là cũng ra hộ luôn. Mang cả cái này về đúng không? Vâng. Này tí để anh mang về cho. Ôi tù nó đến này. Thôi kệ nó đi, đừng có nghịch em nữa. Đây. Đây. Dù nó bé tí. Kệ nó đi, hay đừng có nghịch nữa. Có bác được không đấy? Anh cầm được không anh? Được anh cầm được. Rồi anh cứ đi để em cầm nhá. Còn dao cầm hết chưa anh? Hết rồi. Còn đi ra nhá, tổ ong đốt hết à? Đây có một đoạn đây cũng khá là nặng đúng không bác? Tôi lấy chả đây. Anh khởi đẹp đi, lên được không anh? Đi nhá. Anh nhá. Một cái dáng người còn rất là nhỏ nhỏ thôi cô bác, đã vác những cái cành cây mà hơn cả số cân của mình rồi. Tôi có một phần nào cái phần nào một phần phải à nếu là cuộc phá cha cha nguy nó mà đừng có phải khác ngàn nhau đi thêm một phần nữa phải úp phải hơi cho mày đền phần nướng áo đồn ngư đồ phá ấy chịu chứ có thầm phần nào phần nào chứ ngư đau mi mẹ mi mi nó cũng áo dài à đây cắm à. Ngân nhà hát nè, đi tới gần xin hả? Trong phá hơi cái mặt nạp Phật thả đủ đấy mẹ.
như em Quân mỗi lần đi qua đây là phải ngó qua nhìn là rất là lâu cô bác, rồi thì em mới chậm rãi là bước cái bước chân mà đi thôi. Mấy đền tay hôi mới còn cài à. Hai anh em mặc dù là cùng cha khác mẹ em có bác, nhưng mà em Quân không thể bỏ được em bé Hiếu nữa rồi. Bây giờ thì em Quân có thể là vừa làm cha vừa làm mẹ, lo lắng cho bé Hiếu. Những cái bộ quần áo mà hôm nọ mưa cho thì có vừa bé Hiếu không hả Quân? Có. Có vừa à? Bà thì vừa rồi là đang đi nhờ anh trưởng thôn là mấy nữa cho người ta ra hộ ông bà một chút cô bác. Tại vì là bên thôn thì người ta cũng biết là gia đình Quân có nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn đấy cô bác. Chia làm hai lần ăn à? Bà thì cũng vừa về luôn rồi. Bà Toma à ra? Bà thì cũng vừa về đến nhà luôn rồi cô bác. Một bà thì năm nay cũng 77 tuổi rồi, nhìn bà thì trông rất là già và ốm yếu rồi, nhưng mà còn vẫn còn phải chạy vậy lo cho gia đình, lo cho em Quân, lo cho bé Hiếu cô bác, chạy vậy để lo cho cái phần làm ma chay của người con xấu số của mình cô bác ạ. Bé Hiếu thì cuốn quýt chỉ là với bà, cuốn quýt với bà là nhiều thôi cô bác. Em Quân thì bây giờ phải đi làm rất là nhiều thứ, cho nên là phải nói dối. Em Quân là phải nói dối là đi ra bên kia để chặt củi lên đúng không? Thì bé Hiếu mới không đi theo đúng không? Bé Hiếu thì có bao giờ nhắc tới mẹ không hả Quân? Có ạ. Có à? Vâng. Thế em thường nhắc đến mẹ là nói như thế nào? Em chỉ bảo là mẹ đi chơi. Cũng chỉ là bảo là mẹ đi chơi rồi à? Vâng. Nếu không bảo mẹ đi chơi, em tối nào em cũng không ngủ đâu. Em thức đợi mẹ. Thức đợi mẹ á? Vâng. Rồi. Đợi phải là bảo là mẹ đi chơi thì em mới ngủ. Là em bé Hiếu mới chịu đi ngủ à? Vâng. Thế còn là mỗi lúc mà em ấy đòi gặp bố thì như nào? Dạ. Lúc mà em ấy đòi bố ấy. Đòi bố thì phải bảo là bây giờ bố đi làm rồi, đi kiếm tiền để mua sữa cho thì em mới ngủ. Em mới ngủ mới không khóc à? Vâng ạ. Nếu mà hôm trước lên nhà bác thì đưa em lên trên kia nhà bác chơi thì bố gọi lên, em lúc nào cũng đòi lên nhà bác gặp bố. Là gọi điện thoại á? Vâng ạ, mượn điện thoại nhà bác gọi. À, thế là bây giờ em không có điện thoại đâu đúng không? Vâng ạ. Nếu mà bây giờ em mà anh mà giúp được thì em có muốn là mua điện thoại không? Có ạ, em muốn có một cái để nếu mà hàng xóm, như là hôm trước em không có điện thoại thì phải chạy đi, không có xe nữa thì chạy đi, có người là nhà ở xa cũng phải chạy vài tiếng mới đến để em đi gọi. Đi gọi à? Vâng ạ. Ở đây là người Nùng, là phong tục người Nùng phải là ví dụ như là người nhà thì ai cũng phải gọi ra hết, nhưng mà có người thì ở xa à. Em phải đi bộ gần 1-2 tiếng mới đến để gọi lên. À, bây giờ thế để ông với bà đi thì đi không có được nữa đúng không? Vâng ạ. Bây giờ là ông với bà chỉ được ở nhà, em mới một mình em đi. Nếu hôm trước thì anh trai đi làm vì bảo là nếu mà không có tiền thì giúp em 2 triệu, 3 triệu để mua một con lợn giúp em. Mai sau em có thì em trả. À. Thì anh đi làm, hôm qua là, anh vừa mới về ạ. Đấy là anh nhà bác à đúng không? Vâng ạ. Anh nhà bác thì ở xa nhà em đúng không? Vâng ạ. Thế hôm còn qua anh vừa mới về thì anh lên nhà em chơi xong là sáng nay lại phải, anh có xe lại phải đi tận bàn xíu kia.
À không phải, nhưng mà cốc ghế ra cốc ghế à? Ừ, ngồi xe ra cốc ghế để gọi họ, gọi nhà, người nhà lên. À lạ, để... có nghĩa là anh em trong nhà nhà em đúng không? Ừ, phải à. Gọi lên bảo cho lên à. Ăn cơm một bữa rồi đi. À có nghĩa là thông báo với người ta là gia đình mình đã không may là có một người nó đã ra đi đúng không? Vâng ạ, người nhà mình phải nói hết. À. Không nói thì nếu mình không nói thì sợ họ mai sau nhà nếu mà mai sau nhà họ có việc họ không gọi mình thì bây giờ mình cũng phải gọi họ lại, họ cho gọi ấy. À. Ý là họ cho gọi họ lên nhà mình ấy. Thì hôm trước họ gọi lên bảo là cho em ra gọi lên. À. Hỏi em là bảo là cho lên không, nếu mà cho lên thì mới lên, thì em bảo là bây giờ nếu mà giúp được thì lên hộ em. Thì bác bảo là thế mai cho anh ra đón thì bác lên đấy, bác bảo là bác lên. À. Thế còn là như trong thời gian này thì em đừng có nghĩ tiêu cực quá nhá. Đấy, em ở trước mặt em, trên vai em còn có ông, có bà này, có bé Hiếu này nhá. Chứ bây giờ mà em mà bị làm sao thì ông bà bé Hiếu thì không có ai để mà chăm sóc nữa đâu đấy. Đấy. Còn bây giờ thì ôi, chân em đã bị làm sao kia. Đây, bên này này, đây cho anh xem là bên này nào. Đây ạ. Ừ, bên này nào. Em lúc em họ bố không ở nhà thì ông trưởng bản gọi lên bảo là cho đi làm nương, ông với bà thì già không nên được. À. Em lên thì dao cắt chúng. Dao cắt chúng à? Được. Như này có biết sâu không? Em hỏi cho anh xem nào. Xem nào. Khâu 7 múi ạ. Ôi giời, chỗ này khâu 7 múi á? Ở trong khâu 4 múi. À, là khâu cả bên trong cả bên ngoài đúng không? Vâng, ngoài khâu 3 múi. Rồi, 7 múi. Em cũng nằm viện được một tuần rồi. Một tuần à? Xong là em chỉ sợ mấy ông ở nhà không cắt được cỏ cho bò thì em lên em hỏi bác sĩ cho về sớm, nhưng mà về sớm em cũng không được làm gì, sợ mai sau nó lại nứt ra ấy. Em Quân của bác tội rất là tội luôn. Đây thì lúc bố chưa chết đâu chứ? Vâng. Lúc bố chưa mất đâu chứ? Vâng. Bố cũng đi làm xa thì em ở nhà được, ở nhà đi làm nương. À. Trường bản gọi ra làm nương mới có nước ra ruộng để trồng lúa. À. Thì thế là bố em là cũng đi làm từ lúc mà em rất là nhỏ rồi á? Vâng ạ. Nên bố đi làm như này thì trước bố kêu bố đi làm này thì một năm thì bố về một lần hay là như nào? Một năm về hai ba lần. Một năm là về hai lần à? Vâng. Về hai lần đấy chỉ có thăm gia đình thôi đúng không? Vâng. Nếu mà có việc gì thì có về không? Không, nếu mà việc quan trọng mới về. Việc quan trọng thì mới về được à? Nếu mà việc nhỏ thì bố gửi tiền lên cho em để cho bác đi hộ làm. Rồi. Thế là như trước kia thì mua gạo như này thì bố gửi tiền ra để mua chứ? Vâng ạ. Bố gửi cho mua một bao được một tháng. Mua một bao ăn một tháng á? Vâng ạ. Thế trước bố đi làm thì gửi tiền về thì có hay mua thịt mua thà không? Cũng không được ạ. Không lâu à? Một bữa thôi. Lâu lâu một bữa thôi á? Vâng. Ở nhà cũng không dám mua nhiều thì lấy dành để mua gạo về ăn. Không có thịt ăn dâu cũng được. Không có thịt ăn dâu cũng được á? Vâng. Ôi bây giờ chỉ muốn là có cơm để ăn thôi. Là có gạo là có, đủ, là có gạo là được rồi à? Vâng ạ. Đấy. Như vừa rồi thì anh có chia sẻ em lên đấy, những cái số tiền đấy thì thỉnh thoảng đi mua thịt về để cho bà, để cho ông ăn, để cho em ăn nhá, cả em nữa nhá. Đấy. Còn là nếu mà hết tiền mà mua thịt mua thả nữa thì bảo anh nhá. Đấy, bây giờ thì thưa cô bác, là cháu được xin ý kiến tất cả các cô các bác, các mạnh thường quân trong và ngoài nước mà có gửi tiền cho em Quân thì cháu Lực xin được phép là giữ lại cho em Quân để vào quỹ của em Quân, để sau này cháu Lực sẽ mua một cái gì đấy nó thật sự là giúp ích được cho em Quân là nhiều hơn. Còn là như cái phần gạo với thực phẩm này thì cháu Lực hết thì cháu Lực sẽ trích ra là mua cho em Quân với gia đình em Quân là dần dần cô bác nhá.
Vậy bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới tất cả các ông các bà đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của em nhé. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy rồi, cháu Lực cũng thay mặt ông, với lại thay mặt bà, thay mặt cả bé Hiếu nữa, cảm ơn tới các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà giúp đỡ cho gia đình của em Quân cô bác. Thật sự ra thì mà nói, bây giờ thì em Quân ấy cô bác phải lo cho thêm bé Hiếu này, lo cho ông bà này, lo rất là nhiều thứ luôn cô bác ạ. Một đứa trẻ mà năm nay mới có 14 tuổi thôi, đáng lẽ ra là nếu mà người bố không có mất và người mẹ không có bỏ đi thì em ấy đang tuổi ăn tuổi học bằng bạn bằng bè thôi cô bác. Thật sự là rất là bất hạnh cho em Quân luôn. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin chia sẻ tới đây thôi cô bác. Cháu Lực cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bản em. Bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, rồi, cố gắng nhá em nhá. Có cái gì thì bảo anh nhá. Đấy, cái phần quý của nhà em thì anh cũng xin được một số của bác rồi và để lại rồi nhá. Đấy, có gì thiếu thốn quá thì bảo anh nhá. Rồi.